quen, yêu cánh đồng, yêu hạt lúa thơm, yêu cơn mưa rơi trước hiên, yêu nắng dài trên tà áo em bay. Hàng ngày cà phê trước thềm, bạn bè hàn huyên suốt ngày. Tiếp theo chương trình phát thanh hôm nay, Thanh Sơn kính mời quý thính giả nghe tiết mục Chuyện Việt Nam với phóng sự mang tựa đề Chợ Trời Sài Gòn. Phiêu du khắp trời bên những người thân của tôi. Nhiều vật dụng hàng hóa từ đồ điện tử, giày dép, mỹ phẩm được bày bán nhiều nơi ở lề đường Sài Gòn. Vậy thực chất nguồn gốc, phẩm chất những món hàng này như thế nào? Người viết bài này đã nhập vai để tìm câu trả lời. Và một ngày cuối tháng 2 vừa qua, tôi bắt đầu vào câu chuyện đi xâm nhập chợ trời Sài Gòn, làm quen với ông Đức, 46 tuổi, nhà ở huyện Bình Chánh, Sài Gòn, người có thâm niên bán chợ trời được mười mấy năm. Sau khi nghe kể những thủ thuật ma về nghề bán chợ trời, tôi ngỏ ý xin theo ông Đức học nghề. Đắn đo một hồi, ông Đức đồng ý nhận tôi làm đệ tử cho đi theo phụ bán ở chợ trời. Đi bộ đời từ thuở nhỏ, ông Đức vốn làm đủ thứ nghề và trải qua nhiều cay đắng của cuộc đời. Cũng từ những lúc lang thang nơi đầu đường xó chợ ở Sài Gòn, ông Đức quen biết nhiều thành phần khác, những người có hoàn cảnh tương tự như lượm ve chai, gái bán dâm, người lang thang. Ngày đầu tiên gặp sư phụ, tôi được ông Đức dẫn đi theo bán những túi ni lông bên trong chứa cát lẫn ít vàng còn sót lại mà ông Đức mua ở những tiệm gia công vàng, xong đem đi bán kiếm lời. Sau khi được chứng kiến màn cò kè với khách từ giao lộ Nguyễn Văn Linh, quốc lộ 50 thuộc huyện Bình Chánh, ông Đức dẫn tôi luồn qua nhiều con đường để tới nơi giang sơn của riêng ông. Sau hơn 20 phút chạy xe, ông Đức dừng ở giao lộ đường Lý Thường Kiệt và Tân Phước ở quận 10. Khu vực được xem như thủ phủ chợ trời bán đủ linh kiện điện tử ở Sài Gòn. Ông Đức dục, trải bạt ra đi, dọn đồ nhanh lên. Lúc này khoảng 6 giờ chiều, trên đoạn đường đã có khá nhiều người bày bán đủ loại vật dụng. Có vẻ rất có vị thế. Khi ông Đức vừa bỏ đồ xuống, nhiều người khác đã vội dọn hàng đi để nhường vị trí đẹp cho ông Đức bán. Hàng hóa của ông bao gồm những đôi giày, cũ có, xịn cũng có, rồi cả những bóng đèn của giới nhà giàu, đôi boxing, ốp lưng điện thoại, quần áo, tất cả được tôi và ông Đức bày biện một cách nhanh nhất. Nhiều đôi giày được ông Đức mua về đã cũ rích, giá chỉ từ 5 đến 10 ngàn đồng tiền Việt Nam một đôi. Có đôi móc meo, có đôi thì rách bươm và bị hở keo, nên tôi được ông Đức dạy cách đánh giày, trang điểm lại để khách thấy bắt mắt. Ông Đức quy định, hễ bán mỗi đôi giày được vài chục ngàn đồng và bật mí chắc chắn mang được vài ngày hầu hết sẽ đứt vì bị hư. Những động tác được ông Đức ra sức hướng dẫn như mở nắp hộp xi, cách thoa xi lên giày, cách dùng bàn chải chà đều hết các vị trí của giày. Tôi lần lượt đánh hết đôi này đến đôi khác để tân trang lại hàng dưới sự chỉ dẫn của ông Đức. Ông Đức quả quyết khi thấy đệ tử chê là hàng rẻ. Đâu phải dễ ăn đâu, ai mua cứ nói 70 ngàn, 80 ngàn mà 20 ngàn cũng bán luôn. Đồ ăn cắp mà bán chi cho cao, kệ đi, đứa nào nó tưởng rẻ thì cứ mua đi, về mấy bữa là hư liền ha. Giày ngon ai bán giá đó đâu mày, bán vậy lỗ tới bà nội à. Ngoài ra, sạp của ông Đức còn có cả các vật dụng khác như bóng đèn, máy sấy tóc, cầu điện tử, cân điện tử, cục sạc điện thoại cũng được bày bán, nhưng hầu hết đều hư hại, không xài được. Tối ngày 27 tháng 2, khi thấy trên tấm bạc trải có bán 6 bóng đèn trông đẹp, chỉ chuyên xài cho giới nhà giàu, nên Hậu, 27 tuổi, người hàng xóm bán chợ trời ngay bên cạnh chạy qua hỏi mua. Sau màn cò kè, ông Đức đồng ý chia rẽ cho người hàng xóm
với giá 30.000 đồng. Ông Đức nháy mắt nói nhỏ với tôi. Mày yên tâm đi, tao thử ở nhà hết rồi, đèn hư hết rồi. Nó mua về có xài cũng không được chứ ở đó mà ham rẻ. Ban đêm, Đức bán ở giao lộ đường Lý Thường Kiệt và Tân Phước. Ban ngày thì bán ở đường Ngô Gia Tự, đoạn đối diện với công viên Giang Lan thuộc quận 5. Tỏ vẻ lo sợ, khi khu vực này khá phức tạp, thì tôi được ông Đức trấn an ngay lập tức. Cứ yên tâm, tao đã bán ở đây biết bao nhiêu năm rồi, nên lo làm gì. Thằng bụi đời nào nó đụng tới cọng lông chân của mày, mày alo cho chú. Lúc đó đó, má nó kêu nó chạy còn không kịp nữa. Những vật dụng đa chủng loại lại được bán với giá rẻ bèo như vậy, chắc hẳn nguồn gốc cũng có vấn đề. Qua những ngày theo chân Đức, tôi được chứng kiến nhiều tên trộm vặt ngang nhiên băng đồ tới bán. Thậm chí, cả những người lang thang, lượm da chai cũng đều được mấy ông chủ bán chợ trời đặt hàng trước, khi nào chôm được đồ sẽ đem đến bán. Sài Gòn có tuyến đường xe bus từ sân bay Tân Sơn Nhất vào trung tâm. Sau thời gian học nghề, chúng tôi bật ngửa khi đa số đồ bày bán hầu hết được những tên trộm, những tên cướp bán lại. Vậy nên, người mua có lúc chọn nhầm hàng dởm, cũng có khi trúng mánh mua được hàng xịn. Sau nhiều ngày tập tành học bán chợ trời, tôi được chứng kiến không ít cảnh những tên trộm mang đồ tới đây bán, có khi là đi xe bus từ xa vô tới khu trung tâm. Tối ngày 27 tháng 2, khi đang chào mời với khách, bỗng tiếng bô xe inh ỏi chạy sọc thẳng tới. Xe này còn không có bảng số. Người thanh niên ngồi trên nhanh nhẩu kêu, sư phụ ơi, mua dầu thơm không? Dầu thơm hiệu Blue có 4 chai lận, của Mỹ nha, chứ không phải là của Pháp đâu. Sư phụ mua em bán rẻ cho 4 chai 1 triệu hả? Mua hết luôn chứ để về nhà, bà già em thấy biết là bà chửi em chết. Ông Đức loay hoay mở nắp xịt, ngửi mùi để kiểm hàng. Hiểu 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 rồi, khỏi quảng cáo mày ơi, hết chỗ này 2 xị thì tao mua. 2 xị tức là 200.000 đồng tiền Việt Nam. Gã thanh niên nhăn nhó nói, trời ơi sư phụ giỡn hoài, hàng thiệt chất lượng mà giá sao 2 xị được cha. Dứt lời gã phóng xe đi mất. Nửa tiếng sau, lại có một thanh niên chạy chiếc Wave màu đỏ, cầm trên tay túi đồ chôm được, chạy vô bán cho Hậu, người hàng xóm chợ trời bên cạnh ông Đức. Hết cái đó 70.000 đồng, mày tưởng dễ ăn lắm hả? Tao bán hết không biết được 100.000 không nữa, còn không thì mày cân da chai 5.000 ký. Gương mặt người thanh niên này hốc hác, dường như đang say thuốc. Mang túi đồ ra về giữa chừng, người này quay lại và bán với giá 70.000 đồng, nhưng tiếc hùi hụi. Biết là lỗ liền, hai cái đèn bình đã 40.000 rồi, đồ linh kiện thì một đống luôn, mua rẻ quá trời rẻ luôn à. Qua nhiều ngày học nghề ở khu chợ trời, tôi phát giác trong số các mối bán hàng trộm cắp, điển hình nhất là người thanh niên bán dầu thơm hôm nọ. Liên tiếp từ ngày 1 đến ngày 6 tháng 3, ngày nào tôi cũng chứng kiến người này mang đồ chôm tới bán, khi thì cái đầu tăng âm được gã giới thiệu là hàng tốt, hàng Nhật bao xài, giá bán 1,5 xị, có khi lại máy móc điện tử khác. Cái này được nhiều người bán ở khu chợ trời phong tặng biệt danh, quỷ chứ không phải người. Những mối hàng thường xuyên và thân thiết nhất của những người bán chợ trời là các đối tượng lượm da chai, người lang thang. Mỗi tối khi hàng quán ở Sài Gòn đóng kín cửa, đèn đường thì mờ ảo và dòng người cũng ít ỏi hẳn lúc nửa đêm. Lúc này, nhiều người, phụ nữ có và đàn ông đều có, lại lỉnh kỉnh đạp chiếc xe đựng da chai ngang dọc khắp đường phố. Họ đi lượm da chai và không quên chôm luôn ít đôi giày hay bất kể thứ khác để bán cho mấy người bán chợ trời ở khu vực đường Lý Thường Kiệt, Tân Phước. Ngay trong đêm ngày 6 tháng 3, cạnh chiếc ba bố lượm da chai, người phụ nữ tên Hồng, trạc 45 tuổi, vừa mang 3 đôi giày đến, thì liền có 4 người bán chợ trời sọc tới dây tứ phía. Một người đàn ông trong nhóm ra giá, 3 đôi giày 15.000 được thì mua, giày gì mà rách hết trơn. Theo quan sát bằng mắt thường, tôi thấy có một đôi giày tay thuộc dạng xịn, nhìn bề ngoài hơi cũ, chỉ vì lớp bụi bám dày đặc. Người da chai liền nài nỉ,
Thôi đi cha ơi, 30.000 giùm đi, trả giá hoài hà. Sau đó ông Chính, 55 tuổi, ở quận Nhất, một người trong đám bán chợ trời, chốt giá 20.000 cho đôi giày, được cho là xịn vừa kể. Ngay lập tức, đôi giày được một thanh niên chạy xe gắn máy tới mua 70.000. Biết được tin vừa nói, người đàn bà lượm da chai tỏ ra tiếc nuối trong chốc lát, đôi giày đã đổi giá cao hơn gấp 3 lần. Ông Tài, 60 tuổi, nhà quận 8, cười khà khà khi nhắc đến mối hàng ruột. Da chai là mối ruột của tao đó, mới hồi tuần trước mua cái dòng 20.000 của bà da chai. Ai về đi thử, đúng là bạc thiệt nha, được 7 chỉ, tao bán được 340.000, giờ chắc vẫn còn khoái nè. Trong suốt thời gian theo học nghề chợ trời, tôi được tiếp xúc với nhiều thành phần, hầu hết là khách hàng thân quen của ông Đức. Ở đó, dân bụi đời có, dân nghèo có, thậm chí gái bán dâm ở khu vực quận 5 cũng là khách hàng VIP của ông Đức. Vừa rồi là phần đầu của bài phóng sự trong tiết mục Chuyện Việt Nam, chợ trời, Sài Gòn. Mẹ ơi con mãi không quên, ngàn nụ hôn trong tim dành tặng quê hương Việt Nam, ngàn nụ hôn.